Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa thứ Bảy ngày 11 tháng 6. Liên quan đến các sai phạm trong phòng chống dịch COVID-19, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý hơn 6.789 tỷ đồng, trong đó kiến nghị xử lý tài chính trên 3.431 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác hơn 3.358 tỷ đồng. Theo Kiểm toán Nhà nước, ngoài những sai phạm tiêu cực đã và đang được các cơ quan chức năng tập trung quyết liệt xử lý theo quy định của pháp luật, đợt kiểm toán chuyên đề này cho thấy, tại từng đơn vị địa phương được kiểm toán còn có những tồn tại bất cập trong công tác huy động, lập, phân bổ, quản lý, sử dụng vaccine, bộ xét nghiệm, quản lý, sử dụng nguồn lực chi cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và thanh toán khám điều trị bệnh nhân COVID-19. Công tác quản lý sử dụng máy móc, trang thiết bị y tế, thuốc, vật tư, sinh phẩm, công tác tiếp nhận và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ bằng tiền và thu dịch vụ xét nghiệm cần phải được chấn chỉnh, khắc phục, rút kinh nghiệm. Trong tháng qua, nhiều ngân hàng đã tăng lãi suất huy động nhằm tăng thanh khoản cho vay. Điều này đã kích thích dòng tiền nhàn rỗi cũng như chứng khoán chảy vào tiết kiệm, đồng thời cũng là tín hiệu tích cực khi niềm tin của người dân đối với kênh tiền gửi ngân hàng vẫn là kênh đầu tư an toàn nhất hiện nay. Cụ thể, lãi suất gửi tiết kiệm các ngân hàng hiện nay đã tăng từ 0,5 đến hơn 1% cho kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Riêng gửi không kỳ hạn, lãi suất tăng không đáng kể và dao động từ 0,1 đến 0,2% một tháng. So với gửi tiết kiệm tại quầy, lãi suất tiết kiệm online hầu hết ở các ngân hàng đều cao hơn. Với kỳ hạn một tháng, mức lãi suất cao nhất đang áp dụng là 4%. Đối với kỳ hạn 3 tháng, hầu hết ngân hàng đều dao động mức lãi suất trung bình từ 3,5 đến 4%. Theo chuyên gia kinh tế, việc ngân hàng tăng lãi suất huy động tiết kiệm một phần là bởi áp lực lạm phát, trong khi lãi suất ở một số kỳ hạn ngắn của nhiều ngân hàng trước đây ở mức khá thấp. Bên cạnh đó, không ít ngân hàng nâng lãi suất kỳ hạn dài hạn để hút nguồn vốn trung dài hạn phục vụ nhu cầu tín dụng của nền kinh tế được dự báo sẽ tăng nhanh trong thời gian tới. Hôm nay là tới kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước tiếp theo. Tuy nhiên là ngày nghỉ nên Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ lùi thời gian điều chỉnh giá xăng dầu sang thứ Hai, ngày 13 tháng 6. Tại kỳ điều hành ngày 13 tháng 6, nếu cơ quan quản lý không trích quỹ bình ổn giá xăng dầu, mỗi lít xăng trong nước có thể tăng thêm khoảng 700 đến 1.000 đồng một lít. Theo đó, giá xăng RON 95 có thể vượt 32.000 đồng một lít, còn giá dầu diesel trong kỳ điều chỉnh ngày 13 tháng 6 sẽ tăng mạnh trên dưới 2.000 đồng một lít. Theo báo cáo của Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 trên địa bàn tỉnh tăng 0,68% so với tháng trước, tăng 2,98% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 5 tháng tăng 2,38% so với bình quân cùng kỳ năm trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 8 nhóm hàng có chỉ số giá tăng như là hàng ăn và dịch vụ ăn uống, đồ uống và thuốc lá, may mặc, mũ nón, giày dép, nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, thiết bị và đồ dùng gia đình, giao thông, văn hóa, giải trí và dịch vụ du lịch, hàng hóa và dịch vụ khác. Các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại có chỉ số giá ổn định, gồm thuốc và dụng cụ y tế, bưu chính viễn thông, giáo dục. Theo Cục Thống kê, nguyên nhân CPI tháng 5 tăng so với tháng trước do giá xăng dầu được Liên Bộ Tài chính và Công Thương điều chỉnh tăng 3 lần với mức giá tăng chung từ 2.550 đồng một lít đến 2.720 đồng một lít. Ngoài ra, do giá một số mặt hàng lương thực thực phẩm tăng đã tác động lên nhóm hàng ăn, do nguồn cung bị thiếu hụt cộng với chi phí vận chuyển tăng dẫn đến giá một số mặt hàng gạch xây dựng tăng mạnh. Thưa quý vị và các bạn, liên tục trong nhiều năm gần đây, lực lượng chức năng của ngành thủy sản đã chủ động triển khai tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động đánh bắt, khai thác thủy sản tại các vùng biển cấm. Song vì nhiều nguyên nhân, đến nay, tình trạng khai thác thủy sản trái phép tại các vùng biển này vẫn còn tiếp diễn và có chiều hướng phức tạp hơn. Nếu tình trạng này không sớm được chấm dứt, sẽ hủy hoại nguồn lợi hải sản, gây ô nhiễm môi trường biển và ảnh hưởng đến sinh kế của nhiều ngành nghề khác sinh sống bằng nghề biển. Đây là những hình ảnh do người dân khu vực biển Đầm Nha Phu cung cấp. Nhiều tàu làm nghề cào sò, giã cào hoạt động liên tục trong vài tuần nay. Mặc dù lực lượng chức năng đã có nhiều nỗ lực tổ chức các đợt tuần tra, truy quét và xử lý các trường hợp vi phạm, song do đây là thời điểm thuận lợi để thu hoạch sò biển, nên các ghe tàu thuộc các xã phường ven biển vẫn lén lút khai thác trái phép. Theo nhiều bà con, hoạt động cào sò này không chỉ tác động lớn đến môi trường biển mà khiến sinh kế của người dân cũng ảnh hưởng rất nhiều, nhất là các nghề thân thiện với môi trường. Vậy ảnh hưởng tới lưới, quấn lưới nó không có to đồ. Lưới nước đứng là nó gò bùng, quấn bứt lưới bứt chạy hết đấy. Nó cào lên hư hết, tài sản mà hư hết vậy. Tôm tiếp đồ nói chung cũng giảm hết 90% rồi. Vậy giờ mong muốn chính quyền đồ xử sao cho hết hết kẹo sò rồi cho đỡ
ngư dân đối chuồng nở. Không chỉ khu vực Đầm Nha Phu mà hầu hết các vùng biển cấm khai thác bằng nghề cấm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng đang đối mặt với nạn khai thác thủy sản trái phép. Hàng loạt tang vật khai thác mang tính tận diệt như lồng cào sò, lưới giả cào, súng điện, xích điện bị thu giữ gần đây đã minh chứng cho tính phức tạp của hoạt động nghề cấm. Theo đại diện ngành thủy sản, nguyên nhân chính dẫn đến việc gia tăng của hoạt động nghề cấm gần đây là do giá xăng dầu tăng cao. Nhiều ghe tàu đã chuyển hướng khai thác tại các vùng biển xa sang khai thác gần bờ nhằm giảm chi phí và có thu thập thường xuyên. Lực lượng hiện tại của chi cục thì mỏng. Anh em thì vừa phải là thực hiện công việc hành chính tại cơ quan đơn vị, vừa phải trực văn phòng đại diện thanh tra kiểm soát nghề cá tại các cảng cá. Và thứ hai nữa là phải là thực hiện cái nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên biển. Về nhiên liệu tuần tra thì từ đầu năm đến nay thì giá nhiên liệu là tăng cao liên tục. Vì vậy là ít nhiều ảnh hưởng đến cái việc tuần tra của anh em. Trước thực trạng đó, lực lượng chức năng ngành thủy sản đã chủ động phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức tuần tra trên tất cả các vùng biển. Bên cạnh việc kiểm tra hành chính, các tàu cá hoạt động trên vùng biển, lực lượng tuần tra đã tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân tuyệt đối không được khai thác thủy sản bằng các hình thức tận diệt, đồng thời kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Trong 5 tháng đầu năm nay, các lực lượng đã tổ chức thực hiện 232 chuyến tuần tra, kiểm soát, tạm giữ 7 lồng cào, tịch thu 7 bộ kích điện, xử phạt hơn 386 triệu đồng. Tuy nhiên, hoạt động tuần tra, xử lý vi phạm đang gặp nhiều khó khăn do các đối tượng cắt cử người theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng. Trong khi đó, nguồn lực cho công tác tuần tra, xử lý các vi phạm trong vùng biển tỉnh quản lý còn hạn chế. Tăng cường cái nguồn lực cho chi cục thủy sản, nhất là về nguồn lực về con người, thứ hai nữa là về kinh phí để hoạt động và đáp ứng tốt hơn trong cái thực hiện chức năng nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên biển. Và cái tiếp theo nữa là sớm kiện toàn và thành lập mới cái lực lượng kiểm ngư theo cái quy định tại luật thủy sản năm 2017. Thực tế cũng cho thấy, để chấm dứt hoạt động khai thác thủy sản bằng nghề cấm là điều không dễ dàng. Ngoài việc nâng cao ý thức của người dân, đòi hỏi phải có chế tài xử phạt cao hơn đối với các đối tượng vi phạm. Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương cũng cần chủ động kiểm soát các phương tiện khai thác thủy sản từ 12 mét trở xuống, chủ động triển khai nhiều phương án chuyển đổi ngành nghề cho bà con, tiếp tục phát huy vai trò các tổ đồng quản lý ven bờ, góp phần kiểm soát hoạt động khai thác, đánh bắt và tạo sinh kế ổn định cho người dân. Với mục tiêu hạn chế thấp nhất các hoạt động khai thác tận diệt, đảm bảo hài hòa các lợi ích của người dân tại các vùng biển, từ đó từng bước khôi phục môi trường biển, tái tạo nguồn lợi thủy sản và hơn hết là góp phần sớm khắc phục thẻ vàng của EC mà Khánh Hòa đang triển khai. Hôm qua, Bộ Y tế đã gửi công điện về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19. Bộ Y tế đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp nhận và triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phân bổ, tiếp tục rà soát đối tượng, tăng cường truyền thông, thực hiện các biện pháp đẩy mạnh việc tiêm mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, tổ chức tiêm mũi 4 cho đối tượng cần tiêm chủng. Địa phương nào không tiếp nhận đủ vaccine sử dụng để tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 dưới 12 tuổi và không rà soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm để xảy ra dịch tễ địa phương thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ Y tế cũng nêu đích danh 9 địa phương chưa tiếp nhận hết số vaccine được phân bổ là Điện Biên, Hà Nam, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Cần Thơ, Bến Tre, Kiên Giang và Bạc Liêu. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ được tổ chức vào các ngày 7 và 8 tháng 7 năm 2022. Toàn tỉnh Khánh Hòa có 14.092 thí sinh, thành lập 34 điểm thi với 604 phòng thi. Hiện nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi đang diễn ra đúng với kế hoạch tiến độ. So với năm 2021, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có một số điểm mới. Xung quanh vấn đề này, phóng viên chúng tôi đã phỏng vấn ông Võ Hoàng Hải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, so với năm 2021 thì kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm 2022 thì có điểm gì mới ạ? Kỳ thi năm nay thì theo quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo thì về tương tự thì vẫn giống như với các năm trước. Tuy nhiên thì cũng có một số cái điểm khác. Thứ nhất về cái thủ tục đăng ký dự thi thì năm nay thì đối với các thí sinh học 12 thì sẽ đăng ký làm thủ tục thi trực tuyến tại phần mềm quản lý thi của Bộ Giáo dục Đào tạo.
Còn đối với các thí sinh tự do thì đăng ký trực tiếp tại các địa điểm thi. Còn về tổ chức coi thi tại các điểm thi thì năm nay thì Bộ có yêu cầu rằng là tất cả các thí sinh khi tham gia thi thì sẽ để các vật dụng bên ngoài phòng thi và cách phòng thi là khoảng cách tối thiểu là 25m. Và hiện nay thì về vấn đề này thì Sở Giáo dục Đào tạo thì cũng đã chủ động đưa ra những cái phương án để đảm bảo làm sao thực hiện đúng theo tinh thần quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo. Và năm nay thì cái thời gian công bố điểm thi thì sớm hơn so với năm ngoái là 2 ngày. Cụ thể là năm nay thì dự kiến thời gian đăng ký là khoảng 24 tháng 7 năm 2022 sẽ là công bố điểm thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động xây dựng phương án tổ chức coi thi cũng như là phương án phòng chống dịch COVID-19 trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo như thế nào ạ? Ngày 7 tháng 6 năm 2022 thì Công sở đã ban hành số kế hoạch số 1311 về đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của năm 2022. Trong đó thì Sở cũng căn cứ theo những cái công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo liên quan đến vấn đề về đảm bảo kỳ thi trong điều kiện dịch bệnh COVID. Đối với năm nay thì cái việc mà phân loại các thí sinh dự thi á, thì chúng tôi căn cứ theo cái công văn số 1909 ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Bộ Y tế thì nó có cái điều chỉnh lại chia làm 3 đối tượng. Thứ nhất là những cái ca bệnh giám sát và là những ca bệnh nghi ngờ. Thứ hai đối với ca bệnh xác định á, là các ca bệnh F0 và thứ ba là người tiếp xúc gần là F1. Thì chúng tôi yêu cầu đối với tất cả các trường sẽ tổng hợp danh sách trước ngày thi để mà chúng tôi có thể tiến hành đó là phân loại các em học sinh và đồng thời tiến hành những cái biện pháp y tế đảm bảo vấn đề an toàn cho tất cả các em. Thì trong đó thì đối với những cái trường hợp mà các em là trường hợp bị F0 mà có sự xác nhận của các cơ quan y tế thì các em sẽ được miễn đặc cách tốt nghiệp. Tuy nhiên đối với những cái em mà F0 ngoài ra một số em F0 mà có giấy xác nhận của các cơ quan thẩm quyền mà có nguyện vọng đăng ký thì sẽ nộp đơn xin dự thi và cam kết tuân thủ những cái quy định phòng chống dịch COVID-19 và được cha mẹ hoặc là người giám hộ xác nhận đồng ý. Thì đối với các thí sinh này thì các hội đồng thi sẽ bố thí thi tại các phòng thi dự phòng, phòng thi riêng và đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19. Xin cảm ơn ông đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Tối hôm qua tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức lễ khai mạc giải vô địch Taekwondo các nhóm tuổi tỉnh Khánh Hòa năm 2022. Hơn 110 võ sinh nam nữ đến từ 6 đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh về tham gia giải đấu. Các võ sinh dự giải được chia làm 2 nhóm tuổi, nhóm 1 từ 12 đến 14 tuổi, nhóm 2 từ 15 đến dưới 30 tuổi và các hạng cân từ 37kg đến trên 62kg, tranh tài ở hai nội dung, thi quyền, biểu diễn, đối kháng cạnh tranh 26 bộ huy chương. Đây là giải đấu nằm trong chương trình các môn thi đấu kỳ đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ 9 năm 2021, mục đích nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng vận động viên, phong trào các địa phương. Bên cạnh đó, qua giải ban tổ chức sẽ lựa chọn những vận động viên xuất sắc có kế hoạch bổ sung vào đội tuyển tỉnh để bồi dưỡng, đào tạo, chuẩn bị cho các giải quốc gia và kết thúc vào ngày 12 tháng 6 tới. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. We'll be right back.